chữa được bệnh thì ở Việt Nam mình rất nhiều, nhưng mọi người không biết thì lại cứ dùng cây nhập bên Trung Quốc về, thì các loại thuốc nhập bên Trung Quốc về chữa. Mà đây là những cây thuốc rõ ràng là tác dụng rất tốt như nãy. Này, các bạn nhìn thấy cây gì phía trước đây chưa? Cây đấy chính là cây dạ cẩm hoặc là cây loét mồm, đất lượn này, đứt lướt này, chạ khẩu cắm này. Đấy là nó có những tên gọi như thế. Mà tên của nó trong các tài liệu là dạ cẩm nhá. Thì cây này ấy, thì trong tài liệu họ có ghi là cây này trị bệnh đau dạ dày. Đấy. Từ từ tôi sẽ đến gần để quay rõ hơn cho các bác xem nhá. Cứ bình tĩnh. Đây chính là nó, dạ cẩm. Dạ cẩm này thì nó có nhiều loại lắm. Có loại lá nhẵn bóng này, loại thì có lông. Loại thì có nhiều lông này. Nhãn này cũng vẫn có lông nhưng lông nó ít. Còn loại thì lông nó nhiều. Và nó còn có loại màu trắng này, màu tím này, hoặc là màu hơi trưng trăng tím tím nữa cơ. Đấy, ví dụ trắng nhá, trắng nhá, lại có trắng có nhiều lông và trắng có ít lông, tím thì cũng thế, tím có nhiều lông và ít lông nhìn nó bong bóng ấy. Và loại hơi tím tím nữa, nói chung nhiều lắm, dạ cẩm này nhiều nhiều loại lắm. Đấy, thì đấy là cây dạ cẩm này nhá. Cách nhận biết của nó là thế, nó là dây chứ không phải là cây thân gỗ đâu, là dây đấy. Cái này thì theo tài liệu có ghi ghi nghiên cứu của Chi hội Dược Lạng Sơn, trong dạ cẩm có tannin, alkaloid, saponin. Đấy. Cái đây tôi sẽ đọc ở trong tài liệu ra, xong sau đấy tôi nói về kinh nghiệm sử dụng của tôi nhé. Thực ra tài liệu nghiên cứu này thì các bác cứ yêu thích về thảo dược thì mua về mà nghiên cứu, còn tôi đây tôi quay thực tế để các bác có thể nhận ra một cách rõ ràng hơn, vì trong hình vẽ thì nó hình vẽ trong các cuốn sách ấy nó khó hình dung ra lắm, tôi sẽ phải quay thực tế này cho các bác rõ. Với lại như tôi sẽ nói về kinh nghiệm sử dụng của tôi để cho các bác dễ hình dung hơn về nó nhé. Bởi vì nếu như tôi được sử dụng rồi, tôi biết rõ rồi thì tôi nói ra, chia sẻ ra thì nó sẽ tốt hơn. Đây, trong tài liệu có ghi này. Bệnh viện Lạng Sơn là bệnh viện đầu tiên đưa cây dạ cẩm này vào điều trị bệnh đau dạ dày từ năm 1962. Xuất phát từ kinh nghiệm nhân dân dùng cây này nấu xôi cho có màu tím đẹp và điều trị viêm lưỡi, loét lưỡi và họng. Trẻ con dùng nước vắt của lá uống hoặc ngậm, kết quả chống loét rất tốt. Trên lâm sàng, dạ cẩm có tác dụng làm giảm đau, trung hòa axit trong dạ dày, bớt ợ chua, vết loét se lại, bệnh nhân có cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng. Có thể dùng dạ cẩm dưới hình thức thuốc sắc, thuốc cao, bột hay là cốm. Dạng thuốc sắc ngày uống 10 đến 25 gram lá ngọn khô, thêm nước vào sắc, thêm đường và cho đủ ngọt, chia 2 đến 3 lần uống trong ngày, uống trước khi ăn hay vào lúc đau. Đấy. Còn cao dạ cẩm chế theo kinh nghiệm y tế Lạng Sơn. Lá dạ cẩm khô 7 kg, đường kính 2 kg, mật ong 1 kg. Nấu lá dạ cẩm với nước thành cao, cho 2 kg đường, đánh tan cô lại, cuối cùng thêm 1 kg mật ong tốt. Loại mật ong rừng ấy, nó ghi mật ong tốt tức là mật ong rừng ấy. Đóng thành chai 250 ml, ngày uống 2 đến 3 lần trước khi ăn hoặc khi đau, mỗi lần uống một thìa to, tương ứng 10 đến 15 gram dạ cẩm, bột dạ cẩm 7 kg, cam thảo 1 kg, đường kính 2 kg, tá dược vừa đủ, dính hồ nếp, thêm đường. Đấy. Thêm đường vào là cái đây xem nào. Ngày thì mình uống 2 lần trước khi ăn hoặc là khi đang đau, mỗi lần dùng
10 đến 15 gram, trẻ em dưới 18 tuổi từ 5 đến 10 gram. Ngày nay cao dạ cầm đã vượt quá phạm vi Lạng Sơn và được sử dụng rộng rãi tại nhiều tỉnh khác. Năm 1967, khoa học dược liệu, trường đại học dược khoa đã chế thành cao mềm để lâu, không bị mốc, mặc dù không phải thêm chất bảo quản. Đấy, những cây thuốc mà chữa được bệnh thì ở Việt Nam mình rất nhiều, nhưng mọi người không biết thì lại cứ dùng những cây nhập bên Trung Quốc về, thì các loại thuốc nhập bên Trung Quốc về chữa. Mà đây là những cây thuốc rõ ràng là tác dụng rất tốt, như nãy tôi đọc trong tài liệu đấy, tốt như thế mà sao mọi người lại không, ít khi dùng. Tôi sẽ, hôm nay tôi giới thiệu cây này, hy vọng mọi người có thể sử dụng nó một cách tốt nhất. Và kinh nghiệm sử dụng của tôi này là tôi đã từng sử dụng cây này rồi, kết quả nó đúng là tuyệt vời. Viêm loét dạ dày nhá, tá tràng nhá, nên sử dụng cây này. Cứ sắc đặc mà uống, ai mà chịu được cái vị đắng chát khó chịu của nó thì uống đặc, còn không thì có thể uống lo loáng một tí, nhưng mà uống nhiều hơn bình thường. Cứ đun nước, thay nước uống hàng ngày thôi. Như trong tài liệu ghi là uống trước bữa ăn. Đúng vậy, thì mình trước bữa ăn mình vẫn uống, và bình thường mình khát nước mình cũng uống nó luôn. Như thế hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Nếu như các bác chưa biết đến cây dạ cẩm thì tốt nhất là nên dùng cái cây mà tôi đang quay thôi nhé. Bởi vì có một cây khá là giống cây dạ cẩm, tức là cây lá ngón. Đấy, cây lá ngón, cây đấy mà nhầm vào chết tươi ấy, chỉ cần 3 lá đủ để hạ gục một người đấy. Cho nên là các bác nên nhớ là đừng có dùng bừa bãi, đừng tay máy quá, nên trước khi dùng nên tìm hiểu thật kỹ nhá. Như mọi người chia sẻ thì họ cũng chỉ quay cây thuốc lên và nói chung chung trong tài liệu thôi, chứ họ không nói hết đâu. Và họ cũng không cảnh báo gì cho các bác đâu. Tôi cũng cảnh báo luôn là nó khá là giống cây lá ngón, cho nên cẩn thận kẻo nhầm ấy. Và khi mà chúng ta bị bệnh này, tốt nhất là trước hết là ra bệnh viện khám xem bệnh viện kết luận là bị bệnh gì, và sau đấy mình sẽ dùng thuốc nam để chữa, hoặc là chữa bằng thuốc tây, đấy là quyết định của các bác. Đấy, chứ còn đừng cứ hơi tí thấy đau là đoán xong là đi chữa, hoặc là như vậy là cũng không ổn. Tốt nhất cứ ra bệnh viện nhé. Và sau khi chữa được vài ngày chẳng hạn, mình thấy đỡ thì mình uống tiếp, hoặc là không thì mình lại phải ra bệnh viện khám xem tình hình sức khỏe nó tiến triển ra sao. Chứ còn thuốc nam thì có nhiều, nhưng mà cũng không nên áp dụng bừa bãi được, trừ khi mình hiểu rõ về nó thôi. Đây cũng là một kinh nghiệm sử dụng đấy nhá. Còn cây lá ngón thì cái cây đấy thường thường là nó nhẵn bóng cơ, nó không có lông, cây lá ngón ấy. Và cái ngọn nó hơi ngả sang màu đỏ đỏ. Đấy. Đấy là cây lá ngón, nhưng mà cây đấy thôi. Hôm nay không có cây lá ngón đây, tôi không quay cho các bác xem. Tôi sẽ cái lá ngón hoa nó màu vàng nhá. Mà tốt nhất các bác sử dụng là nên tham khảo mọi người nhá, không nên sử dụng bừa bãi đâu. Thế nhá các bác nhá.